Xin chào mọi người, mình là Ruby đến từ tinh tế.vn. Thì mình đang có một cái nhu cầu đổi nệm và mình nghe được rất là nhiều gợi ý của bạn bè mình xung quanh một cái thương hiệu là WoodPM. Thì mình được biết là thương hiệu này đến từ Việt Nam và có một cái chính sách là dùng thử 120 ngày. Thì cụ thể chính sách đó là khi mà bạn có quyền dùng thử 120 ngày và sau đó nếu mình không thích, mình ngủ mình không thích thì mình có thể gửi trả cho họ, hoặc là mình sẽ, nếu mình thích thì mình sẽ giữ luôn. Cái nệm nó sẽ bảo hành lên tới 10 năm. Thì mình đã đặt và bây giờ họ đã giao hàng tới. Thì như các bạn cũng thấy là kế bên mình đó chính là cái nệm được đóng gói rất là gọn ha. Cái thùng bao bì cũng rất là đẹp. Nó giống như là mấy cái thương hiệu mỹ phẩm mà mình hay mua, nó cũng có những cái dòng lời trích dẫn ở đây. Thì mình sẽ mở hộp và đọc cho các bạn nghe luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở hộp và thử trải nghiệm cái nệm này luôn. Thì mình mua cái giường của mình là 1m8, 2m, nên là mình mua cái size là 1m8 là size giường king. Cái chiều dày theo như mình đọc nó là 25cm, nên bây giờ mình sẽ mở hộp thử nha. Hơi khó. Phòng mình hơi nhỏ. Đây. Thì ở đây nó có thương hiệu là WoodPM ha. Ở đây thì nó làm từ công nghệ Memory Foam. Dưới đây thì nó sẽ có cái từ nệm ở nhiều thứ tiếng, tiếng Hàn, tiếng Nhật đó. Xong ở dưới đây thì nó sẽ có những cái câu trích dẫn giống như là giấc ngủ ngon trong chiếc hộp này được tạo ra ở Việt Nam. Thì họ biết là cái thương hiệu WoodPM là một cái thương hiệu của Việt Nam. Và dạo gần đây mình thấy là nhiều thương hiệu Việt Nam bắt đầu, người ta đã có những cái sản phẩm rất là tốt rồi, cho nên là mình cũng không cần gì mình phải lựa chọn những thương hiệu nước ngoài mà đắt tiền hay gì hết. Mình nên ủng hộ người Việt mà. Dưới đây thì nó sẽ có cái câu nữa là những gì chúng ta làm được trong ngày và trong giờ làm việc rõ ràng rất quan trọng, nhưng thực chất thời gian chúng ta dành ra để nghỉ ngơi và tái tạo cơ thể mỗi đêm càng quan trọng hơn. Giấc ngủ ngon mỗi tối là nguồn năng lượng cho một ngày hiệu quả hơn. Thì cái này mình thấy nó rất là hợp lý. Rõ ràng là một ngày mình làm việc, mình cái năng suất làm việc trong ngày của mình nó ảnh hưởng rất nhiều từ cái ngủ bữa tối của mình. Nếu mà các bạn muốn biết hơn hãy đọc rất nhiều bài bữa tối mình đã từng viết giấc ngủ á. Ngoài ra thì cái dòng cuối nó còn ghi là hệ thống hỗ trợ 3 vùng cho giấc ngủ sâu, than hoạt tính giúp kháng khuẩn, chất liệu cao cấp tăng cường sự thoáng mát. Đó là những cái mà tính cái đặc điểm của cái nệm này mà nhà sản xuất đã cho mình biết. Thì bây giờ mình sẽ mở ra ha. Đây là cái nệm sau khi mình đã set up xong, khi mà nó đã phồng khí lên được cái độ cao nhất định là 25cm ha. Cái điểm thú vị đầu tiên của cái nệm này á là nó không như là những cái nệm truyền thống mà mình mua, nó có một khối và nó thường nó chỉ là một chất liệu cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Nhưng mà với cái nệm này, từ cái vỏ bọc bên ngoài nó có 3 chất liệu khác nhau. Nếu bạn quan thấy là ở cái lớp trên cùng, cái vỏ bọc trên cùng đó là làm từ vải tencel. Vải tencel thì nó không còn quá xa lạ với các bạn nữa. Thông thường bây giờ mình thấy họ là gói hay là nệm đều người ta đều sử dụng cái vải tencel này, tại vì nó rất là thoáng khí và nó thân thiện với người dùng, đặc biệt là với cái cảm giác sờ và nó rất là thích nữa. Tiếp đến ở đây á, thì nó sẽ có cái vải khác tencel, hình như là vải cốt tông hay gì á, nó sẽ mềm mịn hơn và ở đây nó sẽ sẫm màu hơn để mình, nó hạn chế được dơ cũng như là mình phân biệt được đâu là mặt trên mặt dưới dễ hơn. Ở dưới đáy cùng á là nó sẽ là một cái lớp bằng tóc cao su hay là nhựa gì đó, xong rồi nó sẽ làm sừng lên. Với cái việc này thì mình sẽ vệ sinh dễ hơn, tại vì á cái nơi đó là cái nơi tiếp xúc của nguyên cái nệm với lại cái giường, nên là mình nghĩ là làm chất liệu này để kháng khuẩn và nó sẽ chống cái trơn trượt cho cái nệm của mình hơn đó. Ở đây thì nó sẽ có một cái móc khóa, một cái khóa đã được giấu vào đây nè, để hạn chế mấy trẻ em cứ qua đây xong rồi cả. Thì cái móc khóa này mình có thể tháo ra, mình có thể vệ sinh được cái lớp vỏ này, nó cũng rất là sạch sẽ ha. Tại vì mình nghĩ là nệm mình không nệm thì mình cũng nên vệ sinh cái phần này để cho nó sạch hơn, với lại nó sẽ giữ được cái tuổi thọ của sản phẩm lâu dài hơn. Bây giờ mình thử nhúng thì đầu tiên mình cảm thấy là nó rất là thích, tại vì cái lực đàn hồi nó rất là đủ, vừa đủ. Thì cái điểm đặc biệt của chiếc nệm này là nó không chỉ cấu tạo từ 3 lớp theo chiều dày mà nó còn cấu tạo 3 lớp theo chiều này nha. Đây và đây, nó tương ứng ở cái vị trí khác nhau của cơ thể. Thì đó là như thế nào thì bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn. Thì chiếc nệm này, cái cấu tạo của nó theo 3 lớp theo chiều dày trước. Thì ở cái lớp đầu tiên nó là lớp foam đàn hồi. Thì lớp foam này nó sẽ có cái tác dụng là nó sẽ giúp ngăn chặn chuyển động. Hiểu nôm na là khi mà mình ngủ, khi mà bạn cùng bạn đồng hành ngủ đi,
thì khi mà dù cho bữa tối mình có thức giấc rồi mình đi vệ sinh hay là mình chở người thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái người nằm cùng với mình. Thì đó, đó là một cái điểm hay. Hoặc là khi mà nhà mà các bạn ngủ chung với trẻ em mà nó có lăn quăng lại thì mình sẽ không có cảm thấy là bị thức giấc quá nhiều, bị trằn trọc. Và ở lớp giữa này sẽ là lớp memory farm 3 vùng, thì nó sẽ chia làm 3 vùng riêng biệt là vùng này, vùng này và vùng này. Ở cái phần đầu thì ở phần đầu vai thì sẽ là một cái vùng nó mềm hơn để mình có thể thả lỏng cái cơ cổ và cơ vai, sẽ không có bị áp lực bên những cái phần khác trong cơ thể. Ở phần giữa thì nó sẽ là phần cứng hơn để mình có thể định hình lại được cái đốt sống. Và ở phần cuối cùng là phần từ mông đổ xuống thân dưới, thì vùng này nó sẽ nó chỉ là ở cái độ trung bình để nó có thể nâng đỡ vừa phải cho cái phần vùng trọng lượng này thôi. Nhờ cái thiết kế 3 vùng riêng biệt này đó thì nó sẽ giúp cho chiếc nệm của cái thương hiệu WPM này trở nên khác biệt hoàn toàn so với lại phần đông chiếc nệm đang có ngoài thị trường. Đó cũng chính là lý do chính mà mình lựa chọn cái thương hiệu WPM. Tại vì mình cảm nhận được là với cái thiết kế rất là khoa học này, nó sẽ rất giúp ích rất nhiều cho giấc ngủ của mình. Chuyển đến phần cuối cùng ha, thì ở phần cuối nó sẽ là cái lớp base foam, đó là được gọi là foam nền. Thì cái phần này nó sẽ chống chịu lực cho toàn bộ cái phần bên trên, cũng như là nó đem lại cái sự bền bỉ cho chiếc nệm này. Tại vì nó là cái phần mà tiếp xúc trực tiếp với lại chiếc giường bên dưới và nâng đỡ cái cơ thể mình, cho nên nó sẽ là cái phần cứng nhất. Và nó sẽ chống lún, chống bị trũng khi mà cơ thể mình nằm xuống, bị trũng xuống. Memory foam là thế nào? Khi mà bây giờ mình ứng tay xuống thì các bạn sẽ thấy là cái nệm nó sẽ từ từ trở lại vị trí ban đầu. Điều này nó sẽ giúp cho mình nâng đỡ cái phần cột sống của chúng ta, tránh cái việc là phản lực quên là cho mình gây ra các tình trạng như là đau nhức cột sống hay là mình bị đau mỏi vai. Bây giờ mình sẽ nhấn thử ở 3 vùng để xem là cái lớp foam 3 vùng này nó có sự khác nhau như thế nào nha. Ở cái phần trên, cái phần cổ và gáy thì mình thấy rõ ràng là nó mềm hơn thật. Ở phần này thì như mình đang ngồi thì mình cũng thấy là nó cứng, là cái này nó lún không sâu á. Khi mà mình, mặc dù bây giờ nguyên trọng lực cơ thể của mình đang đè lên đây nhưng mà cảm thấy mình không bị lún quá nhiều. Còn ở cái phần này thì là nó mềm hơn ở đây nhưng mà nó hơi cứng đây, thì nó đúng nghĩa là một cái độ trung bình thôi. Bây giờ mình sẽ thử nằm cả thân mình lên, sau đó lăn qua lăn lại để xem là đúng cái cảm giác khi ngủ thì nó sẽ như thế nào nha. Dạ miếng. Bây giờ mình sẽ thử lấy luôn cái gối ra để mình cảm nhận thật sự là cái nệm này nó như thế nào thôi nha. Thì mình thấy là cái đầu của mình nó vẫn sẽ không bị lún quá sâu, và mình cảm thấy là nó vẫn còn giữ được cái đầu mình ở phía khá trên. Còn ngay cái phần cột sống nè, cái phần cột sống là phần mình cảm nhận rõ nhất. Tại vì mình bị đau thắt lưng, mình bị một cái chứng đau thắt lưng, nên là khi mình nằm này là mình sẽ cảm thấy là nó nâng đỡ, nó sẽ có một cái phần mình cảm nhận rõ là nó sẽ có một cái lớp nhô lên như vậy để mình nâng đỡ được cái phần này hơn. Đó cũng chính là đặc tính của cái memory foam, với lại cái ba vùng này nó sẽ tạo cho mình cái cảm giác ngủ rất là khác biệt. Giống như là cảm nhận là thì mình nằm lên là mình sẽ cảm thấy cơ thể mình sẽ rất thẳng nha. Cái phần đầu của mình nó sẽ không bị lún quá sâu nữa. Thường thường là mình nằm những cái nệm kia mà khi mà nó có cùng một cái bề mặt á thì cái đầu mình nó hay sẽ bị ngửa như vậy. Nhưng mà với cái nệm này thì mình cảm thấy cái đầu mình không bị lún quá sâu. Và cái phần lưng của mình, ngay cái phần cột sống, tại vì mình đau thắt lưng á, nên mình cảm thấy là cái lưng này, cái nệm nó sẽ giữ thẳng phần cột sống của mình. Cảm thấy nó rất là được nâng đỡ, đúng rồi. Xong rồi cái phần mông thì nó sẽ là hơi lún xuống xíu. Nhưng mà cái phần chân của mình thì lại rất là thoải mái. Cho nên mình cảm thấy là khi mình nằm như vậy, mình cảm thấy là cái ba vùng của mình nó được nâng đỡ rất là phù hợp, rất là khoa học luôn. Mình cảm nhận là khi mình nằm lên đây á, là bây giờ mình không có gói thì mình ngủ mình cảm thấy vẫn rất là ok, không cần dùng tới gói luôn. Sẽ có nhiều người nghĩ là cái memory foam này rất là mềm và nằm sẽ không đã. Thì bây giờ mình sẽ đứng lên và mình nhún nhảy để xem là cái lực đàn hồi này như thế nào. Và khi mình tác động cái lực mạnh như vậy vào cái nệm này thì nó có bị trũng xuống hay không nha. Trời ơi, tiền đình luôn. Thì bây giờ mặc dù mình đã tác động rất là lực rất là mạnh nhưng mà mình cảm thấy là nó không có bị trũng, là mình sẽ không có chạm tới phần đấy. Mặc dù mình cũng hơi nặng á, không nặng lắm các bạn. Đó, cho nên là vì thế á, các bạn cũng có thể là khi mình ngồi về xong rồi mình có bực ngã ra sao thì mình cảm thấy á là nó cũng sẽ không có bị lún xuống hay là như thế nào hết. Cái lực đàn hồi nó rất là vừa đủ luôn. Và thêm một điểm mình thích nữa là cái nệm này nó còn đạt cái chứng chỉ về độ bền là Safety Plus US. Các bạn có thể tìm hiểu ở trên web. Thì đây là một chứng chỉ toàn diện về quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, chất liệu. Nói chung là
cái nệm này nó rất an toàn các bạn. À thì đây cái giá bán mà mình đặt cho cái nệm này là bình đặt 1m8, 2m nên giá của nó là cỡ 13-490. Nhưng mà nếu mà các bạn đặt những cái size nhỏ hơn thì giá nó sẽ mềm hơn, nên có gì các bạn có thể lên web để coi thêm. À, cảm ơn các bạn, mình là Ruby đến từ tinh tế.vn. Và đây là chiếc nệm của GoodPM. Nếu các bạn thích có thể vào trang web để xem thêm. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.